nhan sắc cùng học vấn đáng nể của A Khôi, hai nét đẹp thiếu nữ Việt 2022. A Khôi Trần Cẩm Vy, nữ sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thành tích nghệ thuật nổi bật ở độ tuổi 18. Chung kết nét đẹp thiếu nữ Việt 2022 đã khép lại với kết quả thuyết phục. Vượt qua 20 đối thủ nặng ký, nữ sinh Trần Cẩm Vy đã xuất sắc đoạt giải Á Khôi 2 chung cuộc. Trước khi thử sức ở những cuộc thi sắc đẹp, Cẩm Vy đã từng ghi danh ở các cuộc thi cấp trường để tích lũy cho mình thêm kinh nghiệm. Cô từng đạt danh hiệu Á Khôi một cuộc thi nữ sinh duyên dáng áo dài cấp trường và cao hơn nữa là danh hiệu Hoa Khôi cấp cụm. Sở hữu gương mặt khả ái, Cẩm Vy còn là một cô gái vô cùng năng động khi là gương mặt tiêu biểu trong các công tác đoàn, hội và các hoạt động thiện nguyện do địa phương tổ chức. Bên cạnh đó, Cẩm Vy còn là một tay chơi thể thao đáng ngưỡng mộ tại trường khi sở hữu cho mình bộ sưu tập gồm 3 huy chương điền kinh và nhảy cao qua các năm, cùng nhiều bằng khen thể thao cấp thành phố. Ngoài tài năng nghệ thuật, thể thao ấn tượng, Cẩm Vy còn sở hữu thành tích học tập đáng nể với 12 năm liền là học sinh khá giỏi. Hiện cô còn đang giữ chức phó bí thư đoàn trường giáo dục thường xuyên Tân Phú. Sau khi xuất sắc đoạt danh hiệu Á Khôi 2 cuộc thi nét đẹp thiếu nữ Việt 2022, Cẩm Vy xúc động chia sẻ. Cuộc thi là một kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân. Tôi có cơ hội giao lưu với các bạn thí sinh vô cùng xuất sắc khác, học hỏi những điều hay lẽ phải, từ việc trồng cây, nhặt rác đến các hoạt động thiện nguyện. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Cẩm Vy bày tỏ muốn dành sự yêu thương, san sẻ đến những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, để từ đó khơi gợi tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đến với mọi người. Ngoài việc học, tôi sẽ dành thời gian để trau dồi bản thân, bổ sung kiến thức, rèn luyện hình thể và các kỹ năng cần thiết để đem đến cho khán giả những cái nhìn thiện cảm hơn về những cô hoa hậu tuổi teen, cũng như công nhận những giá trị thiết thực mà họ mang lại, người đẹp nói. Cuộc thi nét đẹp thiếu nữ Việt 2022 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đồng ý chấp thuận theo giấy phép số 4759/SVHTT-LT ngày 24 tháng 10 năm 2022. Đây là sân chơi dành cho các thiếu nữ có độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi. Cuộc thi là dịp để nữ học sinh, sinh viên có điều kiện giao lưu, học hỏi và ghi dấu kỷ niệm đáng nhớ của thời thanh xuân tươi đẹp.